Chuỗi phong độ thăng hoa của pháo thủ tại Premier League mùa này đã chính thức khép lại sau thất bại đầy bất ngờ trước Everton ở vòng đấu vừa qua. Dẫu vậy, vào thời điểm này, những tay thiện xạ London vẫn đang nguyên lợi thế trong hành trình chạy đua cho chức cúp bảng, đặc biệt là khi hai đối thủ đang bám rất rất sau của họ là Man City và Manchester United đều đang gặp rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội ngàn năm có một này, Arsenal cần phải tự mình tạo ra bước đà để bứt lên, và bước đà đó sẽ có đến ở trận đấu với Brentford sắp tới. Nếu giành chọn được 3 điểm ở trận đấu này, Arsenal sẽ chứng minh trận thua vừa rồi chỉ là một tai nạn và họ vẫn là đội bóng có phong độ đáng gờm nhất Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Hoặc nếu viễn cảnh xấu hơn xảy ra, thì đã đến lúc người hâm mộ nên nhìn nhận một cách thực tế hơn về việc gọi pháo thủ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League năm nay. Cũng bằng mà nói, trận thua Everton vừa qua quả thật là một bất ngờ đối với người hâm mộ của Arsenal. Bởi thời điểm hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche đang có một thành tích tệ hại bậc nhất giải đấu. Trong khi đó, pháo thủ lại là đội ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng suốt nhiều tháng qua. Nhưng đôi khi nhìn theo hướng tích cực, trận thua này sẽ trở thành bài học với cái giá phải chăng mà Arsenal sẽ lĩnh hội được. Qua đó, giúp họ không đi vào vết xe đổ ở những vòng đấu quan trọng tới, nhất là đối với các đối thủ yếu hơn. Nhìn chung, trận thua đó không hẳn đã khẳng định việc Arsenal đang tuột dốc trong hành trình mơ mộng của họ mùa giải này. Trong trận đấu đó, pháo thủ vẫn là đội chiếm thế thượng phong. Có chăng bàn thua mà họ ứng chịu đến từ một sai số nhỏ trong cỗ máy bách chiến bách thắng mà Arteta đang dẫn dắt một cách mượt mà. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách rộng hơn thì tính trên mọi đấu trường, pháo thủ đã để thua 2 trận liên tiếp. Đó rõ ràng là một thành tích khiến cho người hâm mộ phải lo lắng. Việc ứng cử viên số 1 cho chức vô địch để thua 2 trận đấu liên tiếp là một dấu hiệu chẳng lành, dù chỉ có một trong 2 trận thua ảnh hưởng đến điểm số của pháo thủ trên bảng xếp hạng Premier League. Nhưng chắc chắn một điều rằng những trận thua vừa rồi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin và phong độ đang bay cao của đội bóng này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha có lẽ sẽ rút cho mình những kinh nghiệm sâu sắc sau 2 trận thua đó. Và trước Brentford, họ buộc phải thắng, vì đây là chiến thắng vì danh dự, vì sự tự tin và cũng đồng thời là lời khẳng định cho vị thế thực sự của họ vào lúc này. Phía bên kia trên tuyến, Brentford dù chỉ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, nhưng công bằng mà nói thì Bầy Ong mới là đội có phong độ được đánh giá cao hơn hẳn. Cụ thể, tính đến thời điểm này, nếu chỉ tính riêng ở đấu trường ngoại hạng Anh, Brentford đã có cho mình chuỗi 9 trận bất bại, một thành tích trong mơ với bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, vì có khởi đầu mùa giải không thực sự suôn sẻ, cộng với đa phần trong 9 trận bất bại đó đều là những trận hòa, vì thế họ chỉ mới đứng ở vị trí thứ 7. Nhưng nếu nhìn vào cách mà Bầy Ong thi đấu, người ta có quyền kỳ vọng vào một chiến thắng bất ngờ nữa, như cái cách mà họ từng làm với Liverpool. Điểm mạnh của Brentford mùa giải này nằm ở việc họ biết làm sao để đối thủ cảm thấy khó chịu khi đối đầu với mình. Ít nhất là đội bóng cùng thành phố với Arsenal không để mình thua một cách dễ dàng. Nhìn vào trận thắng 3-0 trước Southampton mới đây, hay xa hơn là trận thắng Liverpool 3-1, một điểm chung dễ dàng nhận thấy nhất đó là sự tự tin của Brentford luôn áp đảo đối thủ. Họ có một chuỗi bất bại rất đáng nể và các cầu thủ của họ luôn ra sân với tâm thế làm mọi cách để kéo dài chuỗi thành tích ấy. Ngay cả khi đối đầu với một đội bóng lớn như Liverpool, các cầu thủ Brentford cũng chẳng hề tỏ ra nao núng. Họ tự tin và tự mình tạo ra bất ngờ cho đối thủ, từ đó khai thác những lỗ hổng để giành chiến thắng. Arsenal hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của Liverpool nếu họ dám xem nhẹ Brentford. Về phong độ lúc này, có lẽ Bầy Ong đang được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng nếu xét về chất lượng nhân sự, thì Brentford hoàn toàn không có cửa so bì với những họng pháo thành London. Arsenal đang có cho mình một dàn nhân sự trẻ với khát khao chiến đấu mãnh liệt. Cộng với sự điều hành của Mikel Arteta, pháo thủ đang trở thành một đội bóng với lối chơi ăn ý bậc nhất châu Âu. Tuy nhiên, mới đây, người hâm mộ của Arsenal lại nhận một tin không vui khi đội bóng của họ sẽ không có sự phục vụ của Emil Smith Rowe, người đang gặp vấn đề ở háng và vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Mùa giải năm nay, cầu thủ người Anh đóng góp rất ít cho Arsenal. Smith Rowe dính nhiều chấn thương khác nhau và không thể ra sân thi đấu. Ngoài ra, Arsenal cũng không có sự phục vụ của Mohamed Enneny và Gabriel Jesus. Cầu thủ người Ai Cập được cho là nghỉ hết mùa, trong khi Jesus chỉ có thể trở lại thi đấu sau khoảng 2 tuần nữa. Ở chiều ngược lại, pháo thủ nhận tin từ Ryan Nelson. Sau khi chấn thương gân khuèo, cầu thủ này đã có thể trở lại thi đấu và anh nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách dự bị của Arsenal trong trận đấu gặp Brentford. Bên phía Bầy Ong, dù không có ngôi sao nổi trội, nhưng sự ăn ý trong lối chơi của họ cũng được đánh giá không kém gì ở pháo thủ. Họ cũng có 2 trường hợp không thể ra sân thi đấu, gồm Anieka và Jansen đều do chấn thương. Tuy nhiên, đây không phải là 2 cầu thủ trụ cột của đội bóng này. Vì thế, gần như Bầy Ong sẽ hành quân đến Emirates với những gì tốt nhất của mình. Có thể nói rằng trận đấu với Brentford không chỉ đơn thuần là một trận cầu mang tính chất của một trận đấu tìm kiếm 3 điểm thông thường, mà hiện tại khi Man City vẫn đang loay hoay trong cơn khủng hoảng về nhân sự và những cáo buộc điều tra từ giới chức Premier League,
MU thì cũng mới đây vừa cho thấy những sự tiến bộ nhất định. Điểm số của họ còn cách khá xa Arsenal. Vì thế, đây là cơ hội để pháo thủ đập tan đi giấc mơ về việc vô địch Ngoại hạng Anh của Quỷ Đỏ. Đặc biệt là cơ hội để bứt phá, bỏ lại Man City với những điểm số cách biệt an toàn. Arsenal buộc phải làm mọi cách để đạt được mục tiêu đó, bởi rất hiếm khi một đội bóng toàn diện với đầu tàu là Pep Guardiola dính phải những khủng hoảng như vậy. Ngoài ra, The Citizen vốn quá nổi tiếng với những pha nước rút về đích trong giai đoạn 2/3 của mùa giải. Dẫn chứng sống động nhất có lẽ nhìn vào lần nửa xanh thành Manchester vượt qua Liverpool một cách đầy bất ngờ, thì chúng ta hiểu được sự nguy hiểm của đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên được xem là hay nhất thế giới. Ngoài ra, có một thứ mà pháo thủ không thể không chú ý, đó chính là lịch thi đấu. Khoảng thời gian sắp tới đây thì thầy trò Mikel Arteta sẽ gặp toàn những đội bóng khó chịu và gặp chính cả Man City. Vì thế họ cần phải tích lũy điểm số ở những trận gầu như với Brentford. Đó không chỉ giúp cho Arsenal nới lỏng khoảng cách hơn nữa, mà nó sẽ trở thành những liều doping tinh thần hữu hiệu dành cho The Gunners. Bởi trước những trận đấu với các đối thủ như The Citizen, tinh thần thi đấu sẽ là thứ vũ khí quyết định kết quả của cả trận đấu. Nói về Man City không đồng nghĩa việc đánh giá Quỷ Đỏ không thể chen chân vào cuộc đua sòng mã này. Và thực tế thì lúc này đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag được rất nhiều chuyên gia đánh giá sớm sẽ bứt lên, vượt qua Man City để bám đuổi Arsenal. Dù trong lần lưới đầu gần nhất, đội bóng của Mikel Arteta đã phục thù thành công Quỷ Đỏ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Old Trafford sẽ bỏ cuộc trong hành trình chạy đua đến chức vô địch. Giấc mơ về chiếc cúp bạc của Carmarthen chưa bao giờ gần tới hiện thực như lúc này. Đặc biệt là khi hàng loạt những ngôi sao của đội bóng này đang tìm lại đúng phong độ vốn có. Vì vậy sẽ là một sai lầm tai hại nếu Arsenal không cẩn trọng với đà thăng tiến của Quỷ Đỏ. Đúng như người ta vẫn hay nói, đứng ở vị trí càng cao, áp lực dành cho bạn sẽ càng lớn. Đã rất lâu rồi những Gunners mới có cơ hội ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League lâu như vậy ở mùa giải này. Và chắc chắn họ không bao giờ muốn nhìn thấy kịch bản đội đứng đầu bảng lâu nhất lại không phải là đội vô địch. Để tránh được vết xe đổ này, Arsenal cần phải nhanh chóng lấy lại sự tự tin vốn có của mình, nới lỏng khoảng cách với Man City và bỏ xa hơn nữa gã khổng lồ Old Trafford. Nhưng trước mắt, họ phải vượt qua hòn đá tảng mang tên Brentford. Đây là hòn nhiệm vụ hoàn toàn khả thi nếu pháo thủ chơi đúng sức mà không phạm những sai lầm như trận đấu với Everton vừa qua. Trận đấu này mà là trận đấu mà Arsenal buộc phải thắng, vì nó là chiến thắng của danh dự, của thời cơ và đặc biệt là sự khẳng định cho vị thế của họ lúc này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Cuối cùng đừng quên đặt câu hỏi cho bình luận viên Mai Anh Tài trên một cộng đồng kênh YouTube bình luận viên Mai Anh Tài. Những câu hỏi đặc sắc nhất sẽ được mình chọn lọc và giải đáp trong series Q&A lần đầu tiên xuất hiện trên kênh. Thân chào và cảm ơn các bạn.